Thưa quý vị, hai ca sĩ đi làm MC thì mặc nhiên MC sẽ chiếm sân khấu để hát. Và bây giờ xin quý vị nghe một ca khúc mà chúng tôi thiết nghĩ nó sẽ rất là thích hợp trong một buổi hát thiện nguyện như thế này. Một sáng tác của ông Trịnh Công Sơn mà ông nói với đời sống rằng điều quan trọng nhất là một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm. Tôi tin rằng là cái hương thơm đó vẫn theo với quý vị đến tận đây. Bài hát này tôi không cần phải giới thiệu tên, bởi vì nếu quý vị dừng xe ở bất cứ một ngã tư nào, quý vị sẽ nghe thấy giai điệu này. Xin mời bạn nhé.
mái nhỏ phố giữa vỉa hè ngập ngừng sương hoa. Hồ Tây chiều mặt nước vàng lại vừa xa mời gọi bao sương thương nhớ mây sâm đậm nhỏ phố cánh mặt trời. Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho Cảm ơn quý vị.